gấp 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 mọi người, ông tiếp tục lên xe máy đi mọi người nhá. Đây 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 rồi, lên xe máy rồi mọi người, lên xe máy rồi, lên xe máy rồi. Rồi. Bây giờ em phải di chuyển ngay mọi người ơi, gấp gấp mọi người nhá. Rồi, sư đều đi bộ hành mà bây giờ lên xe máy chạy thế này thì xong rồi. Rồi. Sư gì đâu mà. Mọi người theo dõi nha mọi người ơi, gấp 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 rồi. Rồi, bắt đầu hay đấy mọi người ơi, thấy chưa? Chứng tỏ là có đồng bọn thấy không? Đi bộ hành gì đâu mà ngồi đợi xe máy mọi người ơi. Rồi, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Đây 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 đây. Đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa mọi người? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Rồi, đây đây, đi đằng trước mặt em nha mọi người ơi. Rồi. Đây đây. Đó, đằng trước mặt đó mọi người. Đây. Em đi chậm lại mọi người, không là ông phát hiện. Rồi, đây đây đây. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi. Em xem đi đâu mọi người, em sẽ dừng lại đi chậm lại nha mọi người nhá, không là đi ông phát hiện ra. Không thể đi nhanh quá phát hiện ra mọi người ạ. Rồi, tiếp tục di chuyển nha mọi người ơi. Rồi, tiếp tục đi. Tiếp tục di chuyển mọi người ơi. Rồi. Xem ông đi đâu. Sư gì mà em nói mọi người đi xe Honda mà dám bảo đi bộ hành. Vậy là ông này đang đi theo dõi thầy Minh Tuệ mọi người ạ. Ông này đang đi theo dõi thầy Minh Tuệ mọi người thấy không? Đó. Đây. Ông này đang đi theo dõi thầy Minh Tuệ nha. Đây. Đây 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 đây. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Phát hiện ra em ngay, em không muốn để cho ông phát hiện ra. Đây. Rồi. Xem ông xuống đâu. Đây. Mọi thấy không ạ? Đó, cho ông đi trước mọi người nha, không là ông phát hiện ra em ngay. Rồi, bây giờ em tiếp tục em di chuyển lên mọi người nha. Rồi, tiếp tục di chuyển lên mọi người nha. Rồi. Ông này là bây giờ em đang sợ phát hiện ra mọi người, em đang zoom gần đến hơi zoom mọi người nha. Đáng theo dõi em nha. Đây, đang trước mặt đây mọi người. Em đang ở một vị trí rất xa, không thể phát hiện ra mọi người ạ. Đâu rồi, đâu rồi? Chậm lại phía sau mọi người nhé, không phát hiện ra em. Đó, ông đang đuổi theo là chỗ nào thầy Minh
đợi nghỉ là ông sẽ lưng lại ở đó mọi người xem nhé, có phải nhá. Mọi người cứ theo dõi em có phải không nhá. Em không để mất dấu mọi người ơi, đi mình đi phía sau không để mất dấu nhá. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Rồi. Rồi, sư Minh Tuệ vừa mới đi qua mà thấy chưa? Đấy, sư Minh Tuệ đang ở phía trước nha. Là ông đã dừng lại rồi. Đó. Xuống đây làm gì? Mục đích làm gì? Đó, mọi người thấy chưa? Sư Minh Tuệ vừa mới bước qua là ông bắt đầu bắt xe ôm lên đây. Đó, là nghỉ ở gần chỗ thầy Minh Tuệ. Đó, chứng tỏ là đang có mục đích xấu mọi người nhá. Em hỏi tất cả mọi người tại sao mà sư Minh Tuệ đi trước, ông lại không đi trước đi? Ông phải bắt xe ôm đi theo sau làm gì mà cái người xe ôm nó không phải xe ôm mọi người nhá, là người đi cùng ông. Đó, bởi vì ông mọi người biết không, đằng trước kia là thầy Minh Tuệ đang đi, nên là ông đã dừng lại ở phía sau mọi người ạ. Đó, để theo dõi mọi người nhá. Đối tượng xấu, đó. Mọi người thấy chưa, đã dừng lại nhá. Đây, để em theo dõi tiếp tục xem đi đâu. Đừng để ông phát hiện nhá, đừng để ông phát hiện nhá. Không, không phải xe ôm đâu, đồng bọn ấy không phải xe ôm đâu. Đừng. Đấy. Tại sao thầy bây giờ đã đi phía trước mà ông lại ở đây nhỉ? Anh đi gần và anh đi phía sau, ông phát hiện ra ấy. Mà lúc nãy anh cầm máy quay ông biết không? Đừng để phát hiện ra ông trốn đấy. Tâm theo dõi mọi người nha, em đang ở phía sau. Đó. Yên tâm nha em, anh em đang theo dõi, em đang hai anh em, mọi người yên tâm nhá. Đây, hai anh em đi cùng nhau mà không lo đâu. Mọi người sợ là anh em bị úp sợ đấy. Có hai anh em. Yên tâm mọi người nhá, yên tâm. Anh em đang đứng theo dõi mà yên tâm nhá, không có sợ ai tấn công đâu mọi người ạ. Để ông này đi đâu? Đó, ông này là bây giờ là đang nấp ở trong này. Theo dõi, không biết là ông ấy cứ đợi mình để mình gọi nghỉ ở đâu, ông sẽ nghỉ ở đó. Không, không, ông thắp vào đó bởi vì ông biết là thầy Minh Tuệ đang đi phía trước. Đúng rồi, ông đang nghỉ phía trước, đây là ông đang dừng lại luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi, chắc chắn theo thông báo rồi. Anh em mình đừng có đi để phát hiện, đừng có để phát hiện. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là nguy hiểm mọi người nhá. Đó, chứng tỏ đối tượng này là đã đi theo thầy làm gì? Mục đích gì? Mọi người theo dõi nha.